Tuần trước, ở tập 13, Bùi Văn Quang, chàng trai mặt ngộ không hiếu thảo, mang theo ước mơ của người mẹ bị suy thận giai đoạn cuối, đã đến được với hành trình lột xác mùa năm, góp thêm rất nhiều niềm vui đến với ngôi nhà chung của chương trình bằng sự hài hước, dí dỏm của mình. Em ơi. Chàng trai vô cùng nhát, sợ côn trùng, sợ con nhện, sợ con dám. Em đã sợ gái nữa hả? Em sợ gái nữa. Liệu chàng trai hiền lành, nhút nhát có đủ dũng cảm vượt qua các cuộc phẫu thuật phức tạp? Không làm được. Và ước mơ soái ca của Bùi Văn Quang có trở thành sự thật? Tất cả sẽ có trong tập phát sóng ngày hôm nay. Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam về phẫu thuật thẩm mỹ. Và ngày hôm nay, lại như thông lệ, chúng ta sẽ được gặp gỡ với một thí sinh tiếp theo và chứng kiến màn lột xác ngoạn mục của bạn ý. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với những đôi bàn tay vàng cũng như là người đồng hành cùng với chương trình. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu Trác Thúy Miêu. Thưa quý vị, xin được chào đón bác sĩ Annie Lê. Và tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Charlie Trần. Xin cảm ơn những bàn tay vàng của làng thẩm mỹ. Và bây giờ xin được chào đón bác sĩ Richard Huy. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào chị Miu. Hôm nay thì cuối cùng em Quang sẽ cởi chiếc mặt nạ trong ít phút nữa trên sân khấu này. Nhưng mà em ấy vẫn vô cùng run rẩy và hồi hộp, giống như cái cách mà em ấy trong nhà chung sợ nghe chuyện ma nhưng cứ đòi các chị kể chuyện ma cho nghe xong ngồi khóc. Thì chị có nghĩ hôm nay em ấy sẽ khóc ở trên sân khấu không ạ? Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người xung quanh đều sẽ được chia sẻ, nếu đó là nụ cười hay là nước mắt đi chăng nữa. Nhưng mà chắc chắn là đó sẽ là những giọt nước mắt rất đẹp. Cảm ơn chị Miêu, và đẹp như là đôi bàn tay vàng của các y bác sĩ ở đây vậy. Đồng hành với chương trình Hành Trình Lột Xác rất là nhiều mùa rồi, và mỗi thí sinh thì đem lại cho mình những cái cảm nhận rất là riêng. Và hy vọng rằng ngày hôm nay mình sẽ nhìn thấy một bạn Quang thực sự nghị lực và thật sự thay đổi. Chắc chắn là bạn ấy đang ở phía sau cánh gà sửa soạn bộ đồ thật là đẹp để chuẩn bị trình diễn ở trên này. Em Quang là một cậu bé rất là dễ thương, một hoàn cảnh rất là éo le và một trường hợp khó, đặc biệt về vấn đề chuyên môn. Chúng tôi đã lắc đầu khi mà lựa chọn em đấy để vào vòng sơ tuyển cũng như là cái vòng để phẫu thuật. Tuy nhiên thì bằng cái nghị lực của em ấy, những cái tình yêu thương của em ấy đối với gia đình và bố mẹ, các bác sĩ cũng đồng cảm và cuối cùng đã quyết định lựa chọn em ấy để mà tham gia vào chương trình phẫu thuật Hành Trình Lột Xác mùa năm năm nay. Và tôi tin rằng là tất cả những cái tâm huyết của các bác sĩ sẽ được em Quang, em sẽ thể hiện trong ngày hôm nay một cách xuất sắc. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Bùi Văn Quang, cậu bé 19 tuổi đến từ Sơn La. Nhiều hôm về, mẹ bị chạy về, bị sốt rét, không dậy đi lại được, đắp chăn rồi cứ lấy chậu cho mẹ để nôn niếc các thứ. Chỉ ngoài ra chỉ có mỗi mình cháu, bố thì cứ đi làm rồi, không chê cháu được một điểm gì. Nếu mà thằng Quang mà thay đổi được cái ngoại hình ấy, thì cuộc sống của Quang, thì tôi nghĩ nó sang một trang mới. Chắc chắn là em sẽ đi đến ước mơ của em sẽ làm một y tá điều dưỡng khoa thận để em giúp những người có hoàn cảnh trong tình huống của mẹ em. Nếu mà con tôi mà lọt được vào top 10 thì chắc tôi tự tin lắm. Tôi cảm thấy trong lòng mình phấn khởi lắm. Tôi sẽ cố gắng lên. Tôi sẽ cố gắng mà tôi tự động viên tôi ăn uống để nhìn thấy con trở về đẹp đẽ như bao người khác. Đủ để cho chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời
của em Quang. Bởi vì em ấy là trong mắt của mẹ không có điểm nào chê được. Và nếu như Quang được đẹp cả về ngoại hình nữa thì mẹ sẽ dắt em Quang đi khoe khắp chợ. Thấy chị Miu cười tươi quá. Tại vì chị Miu chú ý một điểm đặc biệt nào đó ở trong clip đúng không? Nhưng mà cho chị hỏi là có mẹ của Quang ở đây không? Dạ có ạ, hôm nay cả gia đình cũng đến. Vậy thì chị ấy ơi, cho em mạn phép em nói cái này nha. Lúc nãy mà Thúy Miu cười là tại vì anh nhà trong điện ảnh quá đi. Thì rõ ràng rằng là trường hợp của Bùi Văn Quang, khi mà em được thừa hưởng em giống bố rất là nhiều. Và đặc biệt là cái tỷ lệ khuôn mặt của cậu, và nhìn vào cậu em trai đó mình có thể biết được rằng là nếu mà y học có thể giúp em điều chỉnh những cái nó đang lệch lạc trên mặt á, là không phải là đẹp thường đâu mà là đẹp lắm ý. Thì không hiểu tại sao lúc đầu bác lại nói đây là một cái trường hợp khó, một cái ca khó. Cậu này cậu có cái đường nét. Nếu không có cái khiếm khuyết này là cậu rất đẹp, còn đẹp hơn cả bố. Bởi vì là nó ảnh hưởng rất là nhiều cái cấu trúc xương của vùng hàm mặt. Cái câu chuyện của chuyên môn về Quang thì đúng là một cái mà các bác sĩ đây đã phân tích trước mổ là ca này cực kỳ khó. Các bác sĩ có những lúc mà phải nghĩ đến chuyện là phải buông vì không thể làm được. Lùi nhiều nữa thì lại không có thể ổn định được hai hàm. Mà tôi sợ là nó phải kéo xương xong rồi. Nó tổn thương mất mất. Tổn thương mất dụng mất một cái hàm. Nó giống như là làm mất cái vải. Giải pháp cuối cùng là ghép một cái khối xương lớn ra phần tiền hàm của bạn ấy, sẽ bù trừ được cái khoảng khuyết hồng do cái khối xương mà ngày xưa khi phẫu thuật chỉnh hình hàm của bạn trước đã bị mất đi rồi. Nếu chúng ta nhìn ở cái miệng của cậu, chúng ta chỉ thấy lõm ở cái miệng thôi. Nhưng mà mọi người thấy có một cái khe mà giống như là bị thủng luôn cả cái phần xương hàm ấy. Mất đi cả một cái lỗ ở ngay cái xương hàm đấy, nghĩa là bạn Quang bạn đã mất đi toàn bộ cái phần răng và phần xương hàm. Thông thường với một người bình thường thì sẽ có khoảng tầm 14 răng. Tuy nhiên là hàm trên mình chỉ có 3 răng ở cung bên phải và 3 răng ở cung bên trái. Có nghĩa là cái sự mà thiếu hụt về những cái cơ quan đơn vị đầu tiên để tiếp nhận dinh dưỡng gần như hoàn toàn mất. Và cái việc mà chúng tôi phẫu thuật di chuyển phần xương hàm làm sao cho cái vị trí xương hai hàm ổn định nhất và để phục vụ cho chức năng ăn nhai tốt nhất là cái tiêu chí đặt lên hàng đầu. Và có một cái khó khăn nữa, đó là phẫu thuật can thiệp ở mô mềm như là ghép mỡ. Cơ thể của bạn Quang gần như không hề có một chút mỡ nào. Câu chuyện là làm sao lấy được mỡ thôi đã cũng rất là khó khăn. Bởi vì chúng tôi chỉ có 3 hoặc 4 tháng để giải quyết tất cả những cái vấn đề cho một em một. Nhưng mà quá nhiều thứ cần phải chỉnh sửa và mỗi thứ đều rất là khó phức tạp. Hôm nay chị thấy em rất lo lắng, tại sao thế? Thật lo thật, vì ở đây cũng là một cuộc phẫu thuật lớn. Trong những cái thí sinh mà chúng tôi đã phẫu thuật trong đợt này thì bạn Quang là một trong những trường hợp mà chúng tôi phải chăn trở nhiều nhất. Không, như nhìn cái xương của nó cũng không bình thường, cong không bình thường, thì lòng hoàng. Điều đầu với chị. Cậu này thì có cái hòm, những hòm giấy từ trước mà. Tôi phải tìm lấy những cái phần xương trọng tốt nhất, lấy những phần xương xốp để mà ghép lên những cái vùng mà khuyết thiếu ở vùng xương hàm trên của bạn ấy. Giờ xem lại phim để xem có cái vị trí để bắt cái vít vào xương hay không. Xương này là rất là bất thường. Hai cái bờ dưới hàm nó lệch nhau à? Một cái bờ nó lại lên, một cái bờ nó xuống. Về thẩm mỹ của bạn đấy sẽ khá ổn. Như chúng ta còn phụ thuộc vào vấn đề của bạn đấy, phần ghép xương xem nó sẽ sống như thế nào. Không làm được cái này. Chúng tôi đang cố gắng từng bước một. Thì cũng đang tháo gỡ dần. Thì tôi nghĩ là cũng sẽ khả quan thôi. Dưới nó thông hết xuống sàn mũi. Toàn bộ cái khớp cắn của bạn chúng tôi đã sắp xếp lại hai cái mặt phẳng của khớp cắn đã khớp vào nhau và giúp cho bạn chắc chắn nó sẽ ăn nhai tốt hơn so với trước đây rất là nhiều. Đây xương, thực ra xương chỉ cần một khối ở đây. Như này nó đang ổn nhất về vấn đề chức năng của nó. Cái chỉ số khuôn mặt nó là ổn nhất. Sau khi phẫu thuật thì cái kết quả về thẩm mỹ của bạn cũng đạt được khoảng 70% ngay sau lần phẫu thuật đầu tiên.
Okay. Những cái kết quả thay đổi về thẩm mỹ đạt được 70%, nhưng về vấn đề chức năng thì bạn có thể đạt được 90%. Thưa quý vị, thật sự là ở một vai trò là người đồng hành với Quang một vài lần thôi mà em đã không thể nào mà dám xem hết toàn bộ tất cả những cái đau đớn mà bạn trải qua trên bàn mổ. Mẹ ơi, mẹ Quang ơi, mẹ nhìn thấy con như thế, mẹ tâm trạng mẹ như thế nào? Em thì chị, em cả đêm hôm qua em không ngủ được nào, em rất hồi hộp, em mong được gặp cháu. Vâng ạ, nhớ đúng không ạ? Vừa nhớ xong thế chị có hình dung ra được là Quang phải trải qua cuộc phẫu thuật nó khủng khiếp như thế không? Có, em cũng cảm thấy là chắc cháu phải đau đớn lắm. Nhưng mà trước khi cháu đi thì em cũng mong cháu là bảo con phải cố gắng lên, cuộc phẫu thuật của con chắc phải đau đớn thì con mới trở thành được một người hoàn hảo được. Thôi cố gắng trải qua một lần đau để rồi mình đẹp. Vâng. Đúng ạ. Thế thế chị nghĩ là Quang sẽ trở lại được như được bao nhiêu phần trăm, cải thiện được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc cháu phải được 100%, nó đẹp 100% mà, 100% đấy bác sĩ. Này đánh đố các bác sĩ rồi. Em nghĩ chắc cháu cũng đẹp lắm. Em hồi hộp cả đêm hôm qua, con chả có ngủ được một tí nào. Cứ nghĩ bảo giờ chỉ ước gì đến sáng để được mong gặp cháu này. Thế lát nữa bạn ấy ra đẹp là mẹ không khóc nhá. Vâng. Mẹ hứa không? Mẹ hứa không? Nãy giờ mẹ khóc nhiều rồi. Lát bạn ra là cứ cười thôi. Tôi có lẽ tôi lại phải mở ngoặc cho các anh chị và các quý vị một tí này này. Trong cái clip người trong không trong nghề thì trông thấy kinh khủng lắm. Nhưng mà thực ra là đối với cái sự phát triển của y học nói chung cũng như của bệnh viện của chúng tôi bây giờ ấy mà, thì khi mà em Quang đã vào phẫu thuật rồi là em Quang hoàn toàn là không cảm thấy đau gì cả. Đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức đã chính làm rất đó tốt là cái điều mà lúc nãy Miêu vừa mới định hỏi bác, là khi mà các bác nói là Quang là cậu bé này nhút nhát nè, sợ ma nè, thì chắc chắn là cái tâm lý của em về máu hay là về những cái tiếp xúc thịt da như vậy, cái tâm lý nó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Chúng ta đang ngồi và nhìn trên màn hình cho nên nỗi sợ tâm lý nữa. Nhưng mà lúc đó thì cái người trong cuộc thì lúc đó bản thân Quang có lẽ chỉ là đau nhất khi mà tan tê, khi mà thức dậy thôi. Còn lúc đó là Quang được gây mê đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì chỉ có đau ở cái khoảng thời gian mà khi mà thoát mê. Và thường cái đau đó cũng chỉ trong ngày đầu tiên thôi. Còn bố mẹ nhìn xem cảnh mổ thì sợ nhưng mà không lo đâu. Cũng phải chia sẻ để cho bố mẹ này hiểu và mọi người phải hiểu rằng là nói về y học cái trước đây khoảng 5-10 năm để chỉnh hình cái khuôn mặt như vậy rất là khó. Thường là chỉ có sửa được cái sẹo môi hoặc sửa được ngoài da thôi, chứ ít khi mà chỉnh được cả cái khuôn mặt, chỉnh được cái phần xương. Tuy nhiên thì với những cái tiến bộ y học, với những cái công nghệ 3D trong cái việc mà thiết kế và tạo hình khuôn mặt đấy, thì các bác sĩ cũng có thể tiến hành để tái tạo được cái khuôn mặt của Quang. Tuy nhiên thì phải nói luôn là như này, các bác sĩ không phải các ông tiên. Dù có nỗ lực hết sức mình ấy, thì cũng chỉ đạt được một cái mức độ nào đó thôi. Cũng phải nói cho mọi người để cho mọi người hiểu rằng không thì cháu được 100% là... Trong trường hợp này, Miêu cũng muốn khẳng định thêm một điều là các thí sinh, vấn đề khó khăn của họ không chỉ là ở hình thức mà người ta có thể nhìn thấy bằng thị giác. Đó là những cái khiếm khuyết ở bên ngoài mà như bác sĩ vừa đề cập đến, đó là cái phần mà để tiếp nhận dinh dưỡng vào cơ thể. Thì trên cả cái đẹp, đó là cái tính chức năng. Quang đang 19 tuổi. Thì tôi cho rằng là những cuộc phẫu thuật này nếu có thể cải thiện được cái chức năng của phần hàm để đưa dinh dưỡng vào cơ thể thì cái nền tảng đó mới thật sự là quý báu cho Quang. Quan trọng cho cả cuộc đời của em. Hơn cả cái hình thức bên ngoài nữa. Đúng và vậy. Cộng với cái tâm hồn đó thì chúng ta đã có một con số quá gần với hoàn hảo. Một cái con số để cho cha mẹ hiểu là các bác sĩ đặt mục tiêu là được 80% cái kết quả về thẩm mỹ và 90% về vấn đề về chức năng của bạn ấy, thế là thành công rồi. Đấy, thành công ngoài mong đợi. Các bác đã đánh cược như vậy rồi, cuối cùng có thắng cược không ạ? Thắng cược hay không thì mọi người sẽ nhìn thấy Quang trên sân khấu và sẽ biết là các bác hôm nay thắng hay thua. Dạ. Vậy thì còn chờ gì nữa? Điều mơ ước nhất của Quang khi đến với chương trình không phải là để đẹp như một soái ca, mà anh ấy muốn là mình sẽ được hoàn chỉnh trước khi mà quá muộn để có thể chăm sóc và yêu thương và tiếp tục đưa mẹ đi chạy thận. Và Quang, đối với Quang thì điều quan trọng nhất vẫn là chị Luyến.
mong chị Luyến sẽ không rời mắt khỏi sân khấu này và dành hết tất cả những sự yêu thương, sự cổ vũ nhiệt tình cho Bùi Văn Quang trong phần tỏa sáng. Để chuẩn bị cho đêm tỏa sáng trên sân khấu của hành trình lột xác mùa năm, Bùi Văn Quang không chỉ trải qua 4 cuộc phẫu thuật với thay đổi lớn về thẩm mỹ cũng như chức năng của phần hàm, mà còn được stylist bông chuẩn cùng salon tóc Bắc Trần Tiến tư vấn giúp chàng trai nhút nhát này thêm tự tin hơn vào ngoại hình của mình. Đặc biệt, để mang đến bất ngờ lớn cho mẹ và cả gia đình, Bùi Văn Quang còn dành thời gian chăm chỉ tập luyện một tiết mục nhảy vô cùng đặc biệt. Hãy cùng chứng kiến giây phút tỏa sáng sau 4 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của Bùi Văn Quang ngay bây giờ. Con mình nghĩ là bảo chắc là con mở ra chắc phải đẹp lắm, nên là cũng không nhận ra đâu là con nữa rồi. Thì đến lúc mà nhìn thấy cháu thì là cháu nó có một cái bàn tay của nó bị còng ngón tay, thế thì lúc đấy thì tôi mới phát hiện ra đấy là con mình rồi, chứ còn không thì không nhận ra. Cuối cùng là em nhảy thành công bài này, gọi là thành công đến bất ngờ. Ngày hôm nay Quang xuất hiện ở trên sân khấu với một cái hình ảnh đặc biệt. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng là bạn ấy xuất hiện trên sân khấu mà với cái sự tự tin như vậy, những bước đi mạnh mẽ như một vũ công chuyên nghiệp, và bạn ấy tỏa sáng tràn đầy cái năng lượng.
Mẹ còn sống đến ngày hôm nay, mẹ nhìn thấy con quang được như này. Nếu mẹ có chết, mẹ nhắm mắt xuôi tay mẹ cũng không ân hận gì hết Quang ơi. Mẹ lúc nào mẹ cũng mong là không biết con có chịu đựng được cái đau đớn này không. Mà trước chính lúc nào mẹ cũng nghĩ là con mẹ trước khi con về là mẹ nhìn phải được nhìn thấy con. Lúc nào mẹ cũng bảo với bố con một câu như thế. Bố con động viên mẹ là cũng phải cố gắng ăn uống mà để đợi con trở về. Đấy, mẹ đã cố gắng hết sức để mẹ đến cái ngày được nhìn thấy Quang. Và mẹ có thể tin rằng là sau này dù có chuyện gì thì Quang cũng có thể tự lo cho cuộc đời của mình. Con muốn là trong khoảng một tháng hôm qua, trong những ca phẫu thuật, không có một ngày nào con không nhớ về mẹ, về bố và cả về cùng. Đến hôm nay con đã được là chính con trong 19 năm vừa qua sống trong bóng tối. Bây giờ con có thể nói là con tự tin có thể làm những điều mình thích. Chắc chắn là như thế Quang ạ. Chắc chắn là bây giờ em đã hoàn toàn có thể tự tin và đạt được những gì em muốn. Chị chúc mừng em. Và bây giờ có lẽ là phải để bố nói. Nãy giờ là bố chỉ xúc động thốt được một câu là Quang Quang. Bây giờ bố nhìn thấy con như thế rồi, bố cảm thấy như thế nào? Thực sự ra là ngoài sự tưởng tượng của tôi, bởi vì là cháu đẹp quá, ngoài cái sự tưởng tượng, nên là hôm nay rất vui, vui đến nỗi là nói chung là không có gì tả hết được. Chưa bao giờ em thấy bố em rơi nước mắt như vậy, đây là lần đầu tiên. Thì thấy con trai của mình tỏa sáng thành công và đẹp trai rất là nhiều, nên là chắc là bố nào cũng mong con trai như vậy thôi. Bây giờ thì mẹ có thể tự hào nhá, đi chạy thận cũng được này, đi ra chợ cũng được này, đi khắp hàng xóm giới thiệu khoe Quang với mọi người mẹ nhá. Với lại em trai nữa, bây giờ là hai anh em cứ thế là dắt nhau đi mà tự tin bảo là chúng tôi giống nhau, chúng tôi là anh em rồi đúng không nào? Bây giờ thì theo bố với mẹ cháu thì cháu được khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Em thấy cháu đẹp 100% rồi. Cháu đẹp lắm ấy, em không tưởng tượng được như thế. Bác sĩ thì cố gắng được 80% mà mẹ cho điểm được 100%. Em cũng không ngờ là cháu nó được đẹp như này. Ước mơ của em nó lâu lắm rồi ạ. Có một cái điểm là như thế này này. Cái mà bác sĩ sẽ nhận, tự nhận hoặc là đánh giá một cách khách quan là Quang đã thay đổi 100% về tâm hồn. Cái mà Quang thay đổi hôm nay là sự tự tin. Em tỏa sáng trên sân khấu, em bước đi những bước đi mạnh mẽ và em cũng như là một vũ công ấy. Mà cái điều này mà chắc là mọi người trong ban giám khảo chắc không nhận ra Quang cái buổi đầu tiên đúng không? Nói còn không dám nói. Đó, mà những cái hành động của em, rồi em đến em chào tất cả mọi người, em rất tự tin và em dám làm những cái chuyện gì mà em muốn. Thực sự là hôm nay khi mà em đứng nhảy, chị phải hỏi lại là có phải là Quang không? Tại vì em nhảy không khác gì một vũ công. Chị nghĩ là để mà nói đúng ra là ca phẫu thuật của em có thể chỉ đạt được 70% so với những cái mong đợi của các bác sĩ thôi. Thì cái sự thay đổi lớn nhất từ trong con người của em, và hãy cho những người làm chương trình thấy sau này cuộc sống của em thật sự có ý nghĩa, thật sự tốt đẹp. Chúc mừng em. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Đó là những cái niềm vui của chúng tôi. Thế cho nên chúng tôi mới gọi đấy là cả một hành trình. Đó là những cái gì mà chúng tôi mong và đã đạt được, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phát huy thêm nữa. Và tôi nghĩ rằng là với cái sự tự tin và sự thay đổi về tâm hồn của bạn như vậy thì chắc chắn Quang sẽ thực hiện được những cái giấc mơ của Quang trong tương lai. Chúc mừng em, 4 tháng của ngôi nhà chung đã mang lại quá nhiều.
Quang ơi, em có muốn nói gì với tất cả mọi người về ngôi nhà chung và những điều em đã học được để chia sẻ được với tất cả các bạn, các anh chị ở trong đó không? Mọi người cho em một tràng vỗ tay vui quá. Thì em sống trong đấy như kiểu là một cái người thật của em. Thì trước kia là em một người trầm cảm, tự tin về ngoại hình của mình và không dám giao tiếp với mọi người. Nhưng mà từ khi mà bước vào ngôi nhà chung, biết là hoàn cảnh của từng người một, em mới nhận ra rằng trên thế giới còn rất nhiều người cũng như mình hoặc khổ hơn mình, nên mình đừng có tự ti. Trong 4 tháng vừa qua, để nói chung là một, như một thiên đường ấy, những ai mà ốm, những người khỏe sẽ là người chăm sóc, như một điều dưỡng tận tình chu đáo, vui vẻ, hòa đồng. Nóng à? Ừ. Có đau lần nữa không? Có đau đâu không? Hay chỉ nóng không? Nãy giờ em làm có bị lạnh không? Ừ, lạnh cái gì? Thở chân là lạnh. Thở chân là lạnh. Cho đây là. Nóng gì? Nóng như ủ vào. Tối qua nó làm pha cho mọi người cười không ngậm được mồm ấy, hôm nay nó bị ốm hết kìa. Trong nhà chung ấy, em quý nhất một người thì sẽ là chị mình. Tại vì là kiểu em thích những cái người mét, cô gái mét 52 này. Tính cách của chị ấy là hợp, nên là em cũng quý chị ấy. Mặc dù là mặc dù chị ấy lớn tuổi hơn em. Nhưng mà em nghĩ như thế nào vậy? Dù mà con gái thì chủ động hơn trai trong một mối quan hệ, ví dụ như là có tình em ấy thì em như thế nào? Gót nó bung cháy. Nó bung cháy lên, phản kháng. Cái này đồng ý ạ. À, phản lại. Đáp lại, người ta cũng đáp lại. Đáp lại. Em cảm ơn tiến sĩ Victor Huy, người bố thứ hai của em, đã tạo cho em một cuộc sống mới và có thể tạo ra một chương trình để thay đổi diện mạo, thay đổi cuộc sống cho tất cả mọi người. Em cảm ơn bố, anh con cảm ơn bố rất là nhiều. Thế cơ, ngoài bố ra phải có mẹ chứ. Đây mẹ này, mẹ đi. Đúng không ạ? Dr. Andy cũng là người mà theo con suốt cả cái quá trình phẫu thuật. Mẹ thì cho là 100%, nhưng bác sĩ nghĩ thì chắc được khoảng 80%. Thì cũng đã là bác sĩ cũng đã happy lắm rồi. Em không nghĩ là mặt em thì cũng chỉ có thật được một nửa thôi. Nhưng mà ai ngờ bố Huy đã là người tạo cho em một cái gương mặt hoàn toàn mới. Bây giờ em cũng không thể nhận ra được cái mặt mình ngày xưa như thế nào nữa rồi. Trừ khi mà xem video thì em mới nhận ra. Em gầy nhất nhà mà. Thế nên là cái mặt ngực mơ mỡ là em thấy ưu nhất rồi. Bố ơi, nãy giờ nghe thầy Quang gọi bác Richard Huy là bố, bố cũng đừng buồn nhá. Bởi vì là đấy là một người đã tái sinh bạn ấy một lần thứ hai cho bạn ấy một khuôn mặt. Còn bố là người cho bạn ấy cả một cơ thể, cả một sự sống, cả một cuộc đời sau này. Dạ rất vui ạ, vì em nó có thêm một bố và một mẹ nữa. Nhà càng đông càng vui đúng không ạ? Vâng, nhà càng đông bố, đông mẹ thì càng vui. Vâng, xin mời các bác sĩ sẽ cùng hội ngộ đi sân khấu ạ. Cảm ơn bàn tay vàng của các y bác sĩ trong bệnh viện Can Nam. Vậy là chúng ta đã có một hành trình cùng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau với Bùi Văn Quang. Và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và hãy kiên định bền bỉ với ước mơ của mình trong cuộc sống nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em đã gặp khá thành công rồi. Thì ra ngoài em sẽ thực hiện cái ước mơ là sẽ trở thành điều dưỡng của khoa thận. Em muốn làm công việc này để có thể giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh có niềm tin hơn vào cuộc sống. Tôi rất tự hào về con trai mình là rất mạnh mẽ thì mới được như ngày hôm nay. Chắc chắn đây là một cái niềm mà mẹ em mong nhất từ lúc sinh em ra đến tận bây giờ. Tuần sau, chuyện tình giữa cô gái mặt lệch Trần Thu Hiền và chàng hoàng tử Trang Cừu liệu có đẹp như câu chuyện cổ tích? Cùng chờ đón trong tập 15 của Hành Trình Lột Xác mùa năm.
Nhấn đăng ký kênh để đón xem những màn lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.